nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục về thống nhà đẹp giá cả hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng và Hằng Ni sâu sở khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi chiều tối đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Nguyễn Xí. Vị trí thì thông ra đường Đinh Bộ Lĩnh thuộc trung tâm phường 26 quận Bình Thạnh như cả nhà. Để gửi khách hàng mình, một tòa nhà hiện tại đang kinh doanh khách sạn bên trong nè. Thu nhập mỗi tháng rất là tốt luôn, khoảng 100 triệu mỗi tháng đó cả nhà. Đó, ngay khu dân cư hiện hữu hết rồi, hẻm nội bộ kinh doanh nha. Tại đây thì chúng ta có thể là mua về mình kết hợp vừa ở vừa kinh doanh phía dưới, mở spa nè, showroom công ty hoặc là mình kinh doanh tiếp tục làm khách sạn cũng được luôn á. Đó, ngay khu dân cư hiện hữu hết rồi, khu nhà xây dựng đồng bộ rất là đẹp luôn. Vị trí thì sát bên vòng xoay Hàng Xanh, tập trung rất là nhiều trường đại học như là trường đại học quốc tế Hồng Bàng, đại học Hutet, đại học kinh tế, giao thông vận tải đầy đủ luôn nha cả nhà. Cùng Hằng Ni chúng ta tham quan quanh khu vực này nè. Và bắt đầu một lát nữa em sẽ di chuyển gần hơn ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan nha. Căn hôm nay Hằng Ni giới thiệu ở cả nhà. Đây căn hotel đây. Tòa nhà hiện tại đang kinh doanh hotel. Đó, ngay khu nhà ở hiện hữu hết rồi. Khu này thì xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ, xe bán tải hoặc là xe tải mình di chuyển vào tận nhà luôn nha. Ngay vị trí hẻm xe hơi thông ra đường Xô Viết Nghệ Tỉnh luôn nè, cũng như là Đinh Bộ Lĩnh, thông tứ tung luôn, chúng ta di chuyển đi đâu cũng tiện hết á. Và căn khách sạn hôm nay Hằng Ni giới thiệu khách hàng mình, căn này nha. Đó, buổi tối lên đèn phải nói là vô cùng lung linh luôn. Kết cấu chuẩn là một trệt, một lửng, ba lầu, có ban công sân thượng bên trên. Đó, nhà mình thì có tổng là 10 phòng, đầy đủ nội thất, hiện tại đang kinh doanh căn hộ dịch vụ cũng như là tòa nhà khách sạn nha cả nhà, nhưng mà chủ yếu là gia đình của mình á, cũng như là gia chủ mình kinh doanh khách sạn bên trong thôi. Đó, đây nè, nhìn từ phía bên ngoài nè, không gian phía trước thì gia chủ mình đang sử dụng để xe máy đó, khoảng này. Và bên trong là mình có một phòng, lên trên đây là sảnh lễ tân nha, quầy reception, rồi bên trong thì một phòng nữa, lên tầng này nè, và tầng này thì mỗi tầng như vậy là 3 phòng, lên tầng sân thượng bên trên là 2 phòng nữa, tổng nhà mình là 10 phòng nha. Và căn nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu có diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu vào là 15m, thuộc hướng chính là hướng nam, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mời là đông tứ trạch, cũng như cái hướng là hướng chính đông, chính nam và hướng đông nam nè. Với công năng sử dụng gồm không gian phía trước mình dùng để kinh doanh, bên trong gồm 10 phòng để kinh doanh, mỗi phòng mỗi tháng như vậy là mình thu nhập là được khoảng 100 triệu nha cả nhà. Gia chủ hiện tại đang tự vận hành kinh doanh đó. Đó, ngay khu vực vị trí phải nói là vô cùng sầm uất luôn rồi, khu khách sạn nha. Đây, trước nhà của mình là có một chiếc xe ô tô nè, chiếc xe ô tô 7 chỗ đậu rất là thoải mái luôn, mình thêm một chiếc nữa hoặc là xe máy mình lưu thông rất là đông đúc luôn cả nhà. Này mình vừa ở hoặc là mua về mình kết hợp vừa cho thuê kinh doanh spa rất là tuyệt vời luôn á. Gia chủ thì đang rao bán cho căn này với mức giá là 13 tỷ 500 triệu đồng nha cả nhà. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Cho một căn nhà phố hiện tại đang kinh doanh căn hộ dịch cả nhà đang kinh doanh khách sạn bên trong, mà giá bán thì chỉ 13 tỷ 500 thôi. Đã sổ một căn nhà rồi, thu nhập rất là tốt luôn á. Đó, kế bên nhà mình cũng có một khách sạn nè. Căn này thì chỉ có một trệt một lửng thôi, nhưng mà diện tích chiều ngang rất là rộng luôn á. Đó, khu này thì hàng xóm thân thiện, khu kinh doanh rất là an ninh luôn rồi. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan tiếp tục nha. Mình nhìn ngắm một lần nữa nè, nhìn lại khu vực này một lần nữa. Đó, đây, vị trí trục đường lưu thông rồi, sát bên trung tâm quận 1 luôn, di chuyển chỉ khoảng 10 phút thôi. Và nhìn từ phía bên ngoài nè, gia chủ hiện tại đang trang bị mặt tiền nè, mình có khoảng không gian để xe phía trước. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển bên trong để chúng ta cùng tham quan tiếp tục ngôi nhà. Và đây không gian khu vực tầng trệt của gia đình mình, mình có cầu thang để di chuyển lên không gian khu vực tầng lửng phía bên trên nha cả nhà. Hiện tại thì phía trước có gia chủ mình đang để xe nè, khoảng này thì em thấy để khoảng chừng được 8 đến 10 chiếc rất là thoải mái luôn á. Mình có một lớp cửa cuốn nha, cửa cuốn mình bấm cửa kéo lên kéo xuống cái khu vực này. Đó, chỗ thẳng lên trên nè, có những cái bóng đèn chùm, đèn bông tuyết rất là xinh luôn á. Và không gian khu vực tầng trệt của gia đình mình được gia chủ thiết kế làm một phòng bên trong, phòng 101 đây. Đó, phòng 101 nha. Ở đây thì mình có kho để đồ nè, và có một cái cầu thang để di chuyển lên khu vực tầng lửng phía bên trên. Đó, hiện tại thì mình phòng mình trống
chỉ được 2 tầng trên thôi, mấy phòng dưới full hết rồi, cho nên thằng Ni sẽ di chuyển lên trên để quay chúng ta cùng xem. Quý khách hàng khi xem thì thông cảm cho em nha. Căn này thì mình đến xem thực tế nha cả nhà. Thực tế rất là đẹp luôn á. Đó. Nhìn ra phía trước nè. Vị trí kinh doanh luôn. Đây, cầu thang được gia chủ mình ốp đá hoa cương kim sa, tay vịn bằng lan can bằng kính cường lực 10 ly nha. Em di chuyển lên không gian khu vực tầng lửng để chúng ta cùng tham quan nè. Đó, tầng lửng của mình được gia chủ thiết kế làm quầy lễ tân. Ở đây thì chúng ta có sofa, bàn trà để ngồi nè. Đó, trang bị đầy đủ hết rồi. Mình có máy lạnh lắp lên trên luôn. Bên trên là có chàng chìm giật cấp kết hợp với đèn chùm. Đó, thiết kế rất là xinh luôn nha. Tông chủ đạo là màu trắng. Đây, phía trước thì mình có thêm cái hai cái ghế nữa, kèm khu vực bàn trà để tiếp khách. Đó, quầy lễ tân đây. Từ cùng hàng đi chúng ta nhìn ngắm từ khoảng này nha, nhìn ra phía trước nè. À, không gian rất là đẹp luôn. Có tivi treo tường luôn nè. À, mình nhìn bao quát luôn nha. Ở đây thì được gia chủ mình có ốp một cái tấm đường trang trí nè cả nhà. Ốp vô bên trong tường á. Thôi và cùng em chúng ta di chuyển bên trong để tham quan tiếp tục nha. Ở tầng trệt bên dưới là một phòng, lên tầng lửng là mình có thêm một phòng nữa. Cầu thang được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà nè. Phía dưới chân cầu thang của mình thì có tủ kho âm luôn, tận dụng tối đa không gian luôn nè. Phòng phía sau thì gia chủ mình có thiết kế cửa sổ chỗ ra bên ngoài á cả nhà. Đây, đây là đi lên lầu này là số 2 rồi nha. Ở dưới là 101, lên đây là 201 nè. Bên trong phòng thì đầy đủ các trang thiết bị rồi. Mình có giường ngủ, bàn trang điểm, hệ tủ táp đầu giường, máy lạnh, kèm toilet sử dụng riêng, kèm một cái tủ nhỏ nhỏ nè. Đó. TV thì đầy đủ luôn. Toilet thì đầy đủ các trang thiết bị rồi. Chúng ta có lavabo, rương soi, bồn vệ sinh, giá treo đồ, vách kính ngăn riêng nè. Đó. Nhà mình đã được gia chủ mình trang bị sẵn hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ rồi nha. Nắp cửa thì cũng rất là chắc luôn á. Tầng 2, tầng 3 thì có khách rồi cả nhà ơi. Đây cùng hàng đi chúng ta nhìn lại một lần nữa từ không gian phía trong, nhìn ra phía trước nè. Ở đây là cả nhà mình nè, xem lại nha. Số 201 nha. Em di chuyển lên số 301 nè. 301 và 401. 301, cái dãy 301 thì có khách hết rồi, cho nên hàng đi sẽ đi thẳng lên dãy 401 bên trên nha. Nhà mình á, do là khách sạn cho nên nó là đèn cũng hơi vừa vừa thôi. Mà em quay cũng gần tối rồi, nhìn hơi mờ một tí. À đợi em tí nè, em dâm nét lên. Màn hình nó sẽ hơi nhỏ một tí để quý khách mình theo dõi rõ hơn nha. Đây. Hồi nãy em quay là tầng trệt bên dưới là 101, lên khu vực tầng lửng là 201. Bây giờ em đang có mặt tại lần tầng lầu 1 nè, thì mình sẽ tới số 3 rồi. 302, 303. Mỗi tầng như vậy rồi 3 phòng. Còn ở đây là 301 nè cả nhà. Đó. Ở đây mình có khu vực cầu thang nha. Thôi em di chuyển lên trên nha. Hiện tại đang có khách bên trong phòng á, cho nên là mình cũng xem sơ lược ở đây thôi. Hằng đi di chuyển lên không gian khu vực tầng 4 để chúng ta cùng xem nè. Số 404 chứ là lầu 2 rồi đó. Không gian khu vực kiến trời của mình trổ thẳng lên sân thượng phía bên trên luôn. Cầu thang rất là thoáng luôn á. Cho nên là phòng phía sau á, gia chủ mình có chỗ cửa sổ ra bên ngoài á cả nhà. Đây. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 2. Mình sẽ có phòng 401, 402, 403 nè. Có bạn hướng dẫn á, phòng phía sau thì hiện tại là đang có khách rồi, cho nên thằng này sẽ quay 402 và 403 phía trước để chúng ta cùng xem nha. Đây, em bật đèn sẵn rồi nè. 402 và 403. Đó, không gian phòng 402 nè cả nhà. Mình có sẵn các trang thiết bị rồi nha. Giường ngủ nè, máy lạnh, kèm khu vực ô cửa sổ đó, chỗ cái bên ngoài nhẹ nhẹ. Gia chủ mình có trang bị một cái rèm nè, kèm tủ quần áo, bàn trang điểm, tivi, toilet sử dụng riêng luôn. Phòng nào cũng có toilet hết á. Đây, toilet bên trong nè. Mình có lavabo, rương soi, bồn vệ sinh, vách kính ngăn riêng, gạch thì ốp full trần luôn. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni nha. Với giá bán gia chủ đang rao là 13 tỷ 500 triệu đồng, giá còn thương lượng trực tiếp với chính chủ mình nữa. Em di chuyển ra phòng phía trước nè. Phòng 403 nha cả nhà. Đó, 403 đây. Đây, đi vào bên trong phòng để cùng xem nha. Đó, mình có toilet sử dụng riêng luôn. Lavabo, rương soi, bồn vệ sinh, vách kính ngăn riêng nè, giá treo đồ đầy đủ rồi.
Và phía trước thì chúng ta có giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường, bàn trang điểm, tủ quần áo. Ở đây thì kéo rèm ra, đó, vô cùng lung linh luôn á. Phía trước thì mình có một cái ban công nhỏ nhỏ, em thấy khoảng chừng 3 tấc thôi. Mày khoảng nhiêu đây thôi nè, khoảng 3 tấc nha cả nhà. Mình làm cái kính á, xong xong bên trong mình làm thêm một cái nhôm xin pha kéo dài lên trên nè, ô cửa đó, nhưng mà hiện tại là mình kéo rèm che chắn đây rồi. Đó, nhà này mình mua về á, mình cho thuê nguyên căn hoặc là mình tự kinh doanh cũng được luôn. Nếu mà gia đình mình kết hợp vừa ở vừa kinh doanh á, thì mỗi tháng như vậy là có thu nhập rất là tốt luôn cả nhà. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan nha. Lầu 3 của gia đình mình, mình có một trệt một lửng 3 lầu á, thì lầu 3 sẽ thể hiện là số 5 nha cả nhà. Rồi giờ em lên lầu 3 nha. Đó, mỗi khu vực hành lang cầu thang của mình đều được gia chủ mình trang bị hệ thống camera bên trong lẫn bên ngoài luôn rồi. Rất là an ninh và an toàn cho khách hàng khi mà an cư sinh sống luôn á. Đó, mỗi tầng như vậy, tầng 1, tầng 2 á, là gồm 3 phòng cho mỗi tầng, tổng là 6 phòng, thêm tầng trệt 1 phòng, tầng lửng 1 phòng. Bây giờ em là tổng là 8 phòng ấy, nãy giờ thằng đi quay là 8 phòng rồi đó. Bây giờ em sẽ đi lên tầng cuối cùng nha. Lầu 3 là phòng, 2 phòng cuối cùng bên trên này nè. Đây là mỗi khu vực hành lang cầu thang đều có bảng hướng dẫn á. Mình có lầu 3 nè, thấy chưa? Chỉ qua bên này là 501. Đó, 501 này thì hiện tại đang có khách rồi cho nên đóng cửa rồi nha. Bên trên này có hệ thống camera đầy đủ luôn á. Còn hướng bên này, chỉ qua đây là 502. Đó, đợi em một tí nha. Đây, phía bên trên hành lang khu vực cầu thang của mình nè, thì được gia chủ thiết kế làm ô cửa giếng trời luôn, cho nên là ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn cả nhà. Do là em đang quay vào một buổi tối cũng 6 giờ rồi, cho nên là mình hiu, không có nắng lắm. Bên trong nhà của mình thì thiết kế là đèn cũng hơi âm thôi. Đó, mình thích thì mình về mình thay đèn sáng hơn nha. Đèn này thì hơi nhẹ nhàng một tí nè. Gia chủ thì đã trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ hết rồi. Đây, đầy đủ giấy phép để kinh doanh luôn. Gia chủ sẽ để lại toàn bộ hệ thống kinh doanh cho khách hàng mình luôn nha. Thôi cùng Hằng đi, chúng ta di chuyển phòng phòng này là phòng 502 nha mọi người. Đó, số 502 nè. Em đang quay vào góc máy gần á để zoom nét để chúng ta cùng xem, cho nên nhìn phòng nó hơi bé một tí. Đó, phòng thì rộng hơn nha. Bên ngoài thì em thấy khoảng chừng 12 cho đến 15 mét vuông á cả nhà. Đó, mình có tivi nè, bàn trang điểm, tủ quần áo đầy đủ luôn. Máy lạnh riêng bên trong phòng, giường ngủ này, hệ tủ tách đầu giường. Đó, giường này thì khoảng 1m6 nha cả nhà, 1m6, 1m8. Thôi cùng em chúng ta di chuyển ra sân thượng phía trước để tham quan nè. Với khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này thì mình đi xem thực tế nha. Thực tế thì em thấy là đẹp hơn trên video em quay nhiều luôn á. Chứ em quay vào buổi tối rồi cho nên là cũng zoom nét lên để chúng ta cùng xem rõ hơn. Đó, phía bên ngoài sân thượng nè, cũng như là khu vực lối thoát hiểm của gia đình mình, gia chủ thì hiện tại đang sử dụng làm sân phơi. Mình để đồ để máy giặt máy sấy nha cả nhà. Bên trên thì mình có những cái không gian khu vực rèm kéo nè, kéo qua kéo lại nếu mà nắng mưa, trời mưa thì mình kéo qua. Đây, view thì quá đẹp luôn rồi, đợi em một tí nha. Đó, view ra trung tâm thành phố nè, chiêu gì đâu luôn á. Đây, mình đi theo hướng này là đi ra đường Đinh Bộ Lĩnh nha cả nhà. Còn cái hướng lúc nãy Hằng đi quay cái hướng này nè thì em đi vào bằng đường Nguyễn Xí nha. Nhà mình thì thông tứ tung luôn, rất là thuận tiện để di chuyển luôn á. À, quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho em nha. Với giá bán gia chủ đang rao là 13.500.000.000 nha cả nhà. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye mọi người.